Đối với mình, chào các nhà người Việt TV, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Nổ súng và đốt nhà ở khu Mobile, Mobile Home ở miền Bắc California, 5 người tử vong. Iran nói cấm vận mới nhất của Mỹ làm hai bên không thể đối thoại. Và Orange County mất hơn 20.000 người bỏ đi nơi khác sinh sống hồi năm ngoái. Thưa quý vị, sáng ngày hôm thứ hai, tức là ngày hôm qua 24 tháng 6, một, tòa, à, à, một sự việc xảy ra ở tại Santa Maria, miền Bắc California. Cảnh sát cho biết là sự việc xảy ra vào vài ngày trước đó nhưng mà ở một khu mobile home thì không biết có chuyện gì thì cái ông Claude Adam 64 tuổi nghe không bắn chết hai người đàn ông xác định tên là ông Kirk Bracky và Richard Hanan vào thứ sáu chuyện này xảy ra vào thứ sáu thì hôm thứ sáu đó ông Adam bị đuổi ra khỏi nhà khu mobile home bạc này đã theo cảnh sát cho biết rồi sau đó ông Adam này mới bắn chết cái ông Bracky năm nay 70 tuổi ông Hannon 78 tuổi tại cái club house tức là cái, cái khu mô bộ hôm bạc có club house là nhà khách để đến chơi đó thì cảnh sát cho biết là không biết là hai cái ông bị bắn này có liên quan có phải là chủ đất hay không họ chưa điều tra nhưng mà cái ông Adam là ông ông bị đuổi và người ta tin rằng cảnh sát tin rằng là ông Adam bắn hai ông này là để trả thù đó. sau đó thì họ thấy tự nhiên cái khu nhà của ông Adam này cháy cháy mà lan qua mấy căn khác xấu cháy tất cả sáu căn mua bộ hôm thì họ mới vô nhà ông Clo Thì họ mới thấy là gì Vợ của ông là bà Sherry Adams 65 tuổi cũng chết Đứa con trai là Seth Adams 33 tuổi cũng chết à, Bây giờ ta chưa biết tình trạng chết như thế nào Người ta còn phải chờ dòng nghiệm Nhưng mà người ta đoán Cảnh sát ta đoán là có lẽ ông này Bắn luôn cả vợ và con Rồi ông bắn ông đốt nhà Ông đốt nhà xong bắn ông Và cháy cái nhà mô ông, ông Cháy lan qua năm căn khác là 6 căn Vụ này ghê quá, bây giờ cảnh sát đang điều tra Nguyên nhân nào dẫn đến cái chuyện mà ông này bắn cả hai ông kia Nhưng mà cũng khó, bởi vì ông này cũng chết rồi, hai ông kia cũng chết thành ra chưa biết tình hình là như thế nào và đi về đâu. Liên quan đến tình trạng mà cấm vận và trừng phạt của Mỹ đối với Iran, chúng ta cũng biết là trong tuần vừa qua, đáng lẽ Tổng thống Donald Trump đã cho phép tấn công Iran ngày 10, trước, 10 phút trước khi làm việc này nó ngưng lại. Thì bây giờ hai bên tiếp tục nghĩa là, là đấu qua đấu lại bằng miệng, bởi vì liên quan đầu nguyên thủy là do cái Iran bắn rơi một chiếc máy bay không người lái của Mỹ. Thế thì bây giờ không đánh được thì cấm vận. Thì hôm thứ hai, Tổng thống Donald Trump ký với sắc lệnh là cấm vận tất cả vấn đề tài chính của ông giáo chủ Ali Khamenei ông này năm nay hơn 80 tuổi rồi thì sáng ngày hôm nay thứ ba 25 tháng 6 thì phía bên Iran đã cho biết là đây là cái chuyện nực cười họ còn nói là cái chuyện này là nó khủng khủng đến điên họ dùng cái chữ là là, 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 là họ nói là, là có cái gì mà Mỹ không trừng phạt Iran đâu trong 40 năm qua rồi có trừng phạt cái gì thêm cũng chả được cái gì cả và họ nói rằng cái này nó chỉ mang tính biểu tượng thôi bởi vì công Khamenei không quyết định đi qua Mỹ thì cái trừng phạt cấm vận không cho visa là không thể vấn đề nhưng mà ngày hôm qua đó ngày thứ hai đó 23 tháng 6 à, 24 tháng 6 thì cái ông Steve Mnuchin bộ trưởng tài chính của Mỹ lại nó khác Ê, đừng có nghĩ là biểu tượng nha chúng tôi cấm vận này là ảnh hưởng cả mấy tỷ đô la thì đó là ông nói như thế thế thì bây giờ bên Iran sáng ngày hôm nay ngoại trưởng bảo là mấy anh đi qua đà đã đến mức này thì không thể đối thoại được nữa, không thể nói chuyện được nữa. À, và người dân Iran, mặc dù là có một phe bảo thủ đi theo ông Khamenei, một phe cải tổ đi theo ông tổng thống Rouhani, nhưng mà hai bên này họ đều phối hợp nhau họ chống lại cái lệnh cấm vận này của Mỹ nó giống như là bị nước ngoài xâm lăng, của dân ta đoàn kết mặc dù bên trong nội bộ đang lục lục đại khái như vậy, họ chống lại cái chuyện này. thì sáng ngày hôm nay đó ở bên Israel ông John Bolton cố vấn hình quốc gia của Mỹ mặc dù đang ở đó cũng cảnh cáo Iran là đừng có coi thường Mỹ nhưng mà cũng nói là cửa vẫn mở tầm anh vẫn có thể đối thoại được nghe không? Tức là cấm vận đây mặc dù ông em ông Steve Luchin bảo là không phải biểu tượng nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy nó cái gì đó là như biểu tượng mà là biểu tượng mạnh mẽ. Tôi tôi cấm vận anh nhưng mà tôi vẫn muốn anh nói chuyện. Rồi <laughs> ông sao Bolton bật lên xanh rồi. Liệu ông Khamenei có nói chuyện hay không? Chúng ta chưa biết. Chúng ta sẽ chờ xem chuyện đó xảy ra trong những ngày tới như nào. Nhưng mà vùng này nó phức tạp vô cùng là bởi vì bây giờ trong lúc vừa cấm vận như vậy rồi ông Mike Pompeo ngoại trưởng của Mỹ cũng vừa rồi có mặt ở Trung Đông đến gặp nữa là lãnh đạo của Saudi Arabia và các tiểu vương quốc Ả Rập rồi kêu gọi lãnh đạo châu Âu và bên châu Á luôn lập một liên minh hơn 30 quốc gia khoảng 30 quốc gia để mà gì phong tỏa bảo vệ cái tuyến hàng hải mà chỗ cái gọi là eo biển Học Bút với Vịnh Oman đó là nơi mà có tàu bè chở dầu đi qua hàng ngày để tránh không bị răng tấn công một ngày người ta ước tính có khoảng từ 18 đến 20 triệu thùng dầu đi qua vùng này mà bây giờ ông mai pompeo đi qua vận động các nước này là mấy anh phải phụ với chúng tôi bởi vì dầu á, mấy anh ả rập bán anh năm cái anh mà mua nhiều nhất dầu vùng này là trung quốc nhật nam hàn singapore và indonesia thì ông mỹ bảo mấy anh một anh bán một anh mua thì mấy anh phải tự bảo vệ với nhau bây giờ tôi cứ mỹ cũng phải bảo vệ cái vùng này hoài mỹ bảo vệ là vì quyền lợi của mỹ ở đó là vấn đề chính trị địa chính trị chứ không phải quyền lợi kinh tế nhiều bởi vì tổng thống donald trump bảo là mỹ bây giờ tự sản xuất được dầu nên chúng tôi không mua Thế thì bây giờ ông một Pompeo đang đi cái vùng này rồi lôi thôi lắm cái cái, cái cái chuyện phức tạp vô cùng Nhưng mà các chuyên gia đều nói rằng cấm vận nó không hiệu quả Là bởi vì cấm vận Iran 40 năm nay nó có chết đâu Bố Cấm vận chỉ dính người dân Thậm chí một người dân Iran nó viết cái 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 cái, cái, cái tweet ra nó là Ôi ông ông Trump vào cấm vận thì cấm vận tôi nè Tôi bị là ông hàng xóm tôi bị bố tôi bị ấy thì thưa ông, ông bộ trưởng ngoại giao làm ơn cho tôi xin cái số điện thoại của ông trâm để tôi gọi cho biết tên tôi là gì để ông trâm cấm bận tôi tôi ý họ nói là có cấm bận là dân chết chứ còn lãnh đạo có chết thôi chưa biết được như thế nào rồi một cái tin liên quan địa phương chúng tôi là Orange County thưa quý vị tin cho biết là trong năm 2018 có tới 20.104 người rời cao ty này tức là số người vào ít hơn số người ra thì cộng trừ lại đó thì là số người ra là hơn 20.000 người đó và đây là cái gọi là chuyển động di dân tại hàng thứ 10 của nước Mỹ có nghĩa là có 9 nơi khác người ta mất nhiều hơn Orange County mất 20.000 người thì dân số Orange County hiện nay là khoảng 3.19 triệu đứng hàng thứ sáu trên ở nước Mỹ thì cái mức mà dân bỏ ra đi như vậy nó chỉ là tương đương chấm 63% thôi cũng không có gọi là ghê gớm lắm nhưng mà trong 176 cao ty mà nghiên cứu họ làm á, thì chỉ có 39 cao ty là bị người ta đi ra nhiều hơn người đi vào thì trong đó có Orange County. Thì thưa quý vị, cái lý do mà ta ra đi thì nhiều hơn chúng ta dễ hiểu. Thứ nhất là việc làm chỗ khác khó, ở đây không có. Nhưng mà cái quan trọng nhất, cái mà nhiều người bỏ đi nhất, ở uh, lý do chính mà dân Orange County bỏ đi giá nhà thì quá đắt. Quá đắt, họ không thể mua nổi nhà. Với cái số tiền mua nhà đây họ có thể qua tiểu bang khác họ mua được một hai căn. Đó là một trong những lý do mà họ bỏ đi và tỷ lệ thất nghiệp ở đây thì tuy là thấp nhưng mà đây cũng bị hôm lịch nhiều quá cho nên nhiều người họ không thích thì đó là những cái lý do người ta đưa ra như vậy liên quan đến chuyện online công ty có nhiều người bỏ đi và đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị chương trình kỳ tới